Truyện cổ tích Việt Nam. Hoa Tiên. Ngày xưa, có một cô gái nhỏ xinh đẹp tên là Laura. Cô sống trong một biệt thự lớn cùng cha mẹ và bảo mẫu. Mẹ ơi, ba ơi, mấy cái nơ này làm con xinh quá, có đẹp không ạ? Mẹ rất vui vì con thích chúng, nhưng con đừng để ý đến mấy điều này quá làm gì. Tại sao ạ? Con rất thích khi mình xinh đẹp. Hài búp bê của bố. Đó là vì bố mẹ lo con sẽ có một cái đầu to quá mà thôi. Đầu bị to sao? Cô bảo mẫu ơi. Laura bị cô bảo mẫu ngu ngốc nuông chiều. Cô luôn nói với Laura nên tự hào về vẻ xinh đẹp và những bộ váy lộng lẫy của mình. Cô bảo mẫu, ba và mẹ em nói nếu em nghĩ quá nhiều tới quần áo đẹp thì đầu của em sẽ to ra. Không đâu Laura, ba mẹ em chỉ trêu em thôi. Em đừng lo, đầu em không bị to ra đâu mà. Vậy là Laura lớn lên rất ích kỷ, dù chẳng ai xinh đẹp bằng cô bé cả. Vào một ngày trời nắng rất đẹp, Laura đang đi dạo trong vườn. Trong vườn có rất nhiều loại hoa, như một dải cầu vồng, đủ màu sắc khắp khu vườn. Đỏ, vàng và hồng hót. Ai nói vậy? Sau khi nhìn, sự tò mò lại biến thành khinh thường. Xuyên qua cánh cổng lớn bằng kim loại, có một cô gái tầm tuổi của Laura đang ở đó. Sao con bé đó dám dùng đôi bàn tay bẩn thỉu chạm vào cánh cổng? Và trong nó thật là nghèo khó. Nè, đi, đi, nhanh lên. Cô gái nhỏ nhìn Laura và giật mình. Cô bé yêu những bông hoa xinh đẹp và chỉ muốn đứng gần hơn để nhìn ngắm chúng mà thôi. Xin chào. Đừng có chào tớ, cậu không thuộc về nơi này, cậu đi đi. Tớ chỉ muốn ngắm những bông hoa thôi mà. Mấy bông hoa đẹp này là dành riêng cho tớ thôi, cậu đi đi, nhanh lên. Cô bé tội nghiệp chạy đi ngay vì bị lời nói của Laura làm cho tổn thương. Đứa bé này hỗn láo quá. Hả? Giọng nói ở đâu vậy ta? Laura đi đến bụi cây có nhiều bông hoa hồng đỏ mà cô bé chưa thấy bao giờ. Laura nhìn gần hơn và ngạc nhiên. Cô bé thấy những cô tiên tí hon mặc những chiếc váy cánh hoa hồng. Cô tiên cầm một bảng các tông màu đỏ. Mắt cô tiên sáng lấp lánh khi nhìn thấy Laura. Cô là ai? Cô xinh quá. Tôi không muốn nhận lời khuyên từ người như cháu, đúng không các chị em? Laura càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy rất nhiều cô tiên nhỏ bay ra từ những bụi hoa khác. Ôi, các cô đáng yêu quá. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi. Laura ngỡ ngàng, chưa có ai từng nói với cô là cô bẩn thỉu cả. Như vậy có xấu tính không? Cô bé vẫn còn quá nhỏ mà. Con bé nói thế với cô bé tội nghiệp kia đó. Tôi bay sang bụi hoa khác đây. Đi chứ Tulia. Chúng ta không muốn ở gần con bé bẩn thỉu này đúng không? Tôi theo cậu ngay đây Rosalie. Và hai cô tiên nhỏ bay đi, bỏ lại Laura rất buồn bã. Đừng để ý đến họ. Tôi là Violet, còn đây là Lilian. Hả? Cháu là Laura, rất vui khi biết các cô. Laura nhìn Violet tô những bông hoa thành màu tím. Cô tiên chấm bút lông vào hạt sương, rồi vào bảng màu. Cô lấy màu ở đâu thế? Violet chỉ cho Laura thấy tia sáng màu tím từ mặt trời và tạo nên bảng màu trên tay của cô. Wow, ước gì cháu cũng thành một cô tiên. Lilian là cô tiên im lặng suốt từ nãy tới giờ. Cô ấy nhạy bén nhìn sang Laura. Cháu thích việc này chứ?
cháu thích lắm. Ít nhất cháu sẽ thích trong khoảng 15 phút. Lilian đưa hai cánh tay tuyệt đẹp ra. Và khi Laura chạm vào cánh tay của nàng, cô bé thấy mình chỉ nhỏ bằng một con bọ dừa. Cháu ngã mất. Không sao, chúng tôi đỡ được rồi. Cháu không có cánh để bay. Những đôi cánh chỉ dành cho tiên chương chính mà thôi. Chúng ta đi nào. Họ bay lên trời, bay qua các khu vườn và các con phố. Wow, thật là tuyệt vời. Rồi họ bay đến một ngôi nhà nhỏ. Bên trong có một người phụ nữ xanh xao và nhợt nhạt. Con gái bà đang bón cháo cho bà. Có rất nhiều khu vườn cần được tô màu mà. Sao chúng ta lại tới đây vậy? À, vì chúng tôi muốn đến thôi. Bắt đầu nào, Violet, cậu giúp tôi chứ. Laura quyết định quan sát gia đình này. Ôi trời ơi, ước gì mẹ được ăn súp gà nóng và một vài quả dâu tây ngọt lành. Mẹ biết chúng ta không thể mua được, nhưng đúng là ốm đau khiến chúng ta muốn những điều kỳ lạ. Mẹ đừng lo mà, hôm nay con sẽ bán chiếc váy cho bà Barrett. Bà Barrett? Sao cô ấy lại nhắc tới mẹ mình? Ôi, đó là cái váy mình luôn thích. Laura bỗng thấy buồn cho gia đình cô thợ may. Bà ấy luôn trả không đủ, con yêu cầu bà ấy trả thêm đi. Con sẽ cố. Dù có thế nào, con cũng sẽ làm cho mẹ chút súp gà ngon lành mà. Cô thợ may đi đến cửa sổ, và các cô tiên cũng vừa tô màu cho hoa xong. Ôi, hoa thơm quá. Mẹ ơi, con để hoa ở đây nha. Cảm ơn con, mẹ cũng thích hương hoa này lắm. Bây giờ đến nhà tiếp theo nào. Họ bay qua bầu trời ngày hè và đáp xuống một khung cửa sổ nhỏ của một ngôi nhà cũ kỹ. Cháu không hiểu sao các cô cứ đến mấy ngôi nhà cũ bẩn này thế, trong khi các cô có thể dễ dàng tô màu ở những bãi cỏ đẹp. Khi nào xong chúng tôi sẽ nói, giờ thì hãy xem nhé. Laura nhìn bông hoa héo rũ gần đó biến thành bông hoa màu tím xinh đẹp vô cùng. Lilian cho nó màu trắng và lấp lánh ánh vàng khi ánh mặt trời chiếu lên. Ôi, đẹp quá đi. Bỗng nhiên, Laura nghe thấy tiếng lào xào bên trong. Đó là con bé bẩn thỉu vừa nãy, mình đuổi đi. Cô bé đó không được ba mẹ yêu thương. Trái tim của Laura buồn bã khi nghe thấy điều đó. Cô bé kia chạy về phía chậu hoa. Ơi, chậu hoa đáng yêu quá. Mùi hương cũng thật tươi mới làm sao. Mẹ nói chú tặng ta những bông hoa để chúng ta trở nên tốt đẹp và vui vẻ hơn mà. Margaret. Dạ, con vào ngay đây. Đó là lý do chúng ta đến đây, để tặng cho mọi người những giây phút vui vẻ vì chúng ta quan tâm đến nhau. Ước gì cháu là một cô tiên thật, cháu cũng có thể làm việc này. Các nàng tiên mỉm cười. Trái tim của Laura bắt đầu thay đổi rồi. Khi là con người, cháu có thể làm nhiều hơn mà. Đi thôi, 15 phút của cháu hết rồi. Trước khi kịp hiểu, Laura đã về với hình dáng cũ, đứng trước ngôi nhà của cô bé đáng thương kia. Hai nàng tiên thì đã biến mất. Ôi không, mình về kiểu gì bây giờ? Sau đó, Margaret đi ra và ngạc nhiên khi thấy Laura. À, cậu là cô bé đuổi tới đi sáng nay. Sao cậu không ở trong khu vườn xinh đẹp mà lại đến đây làm gì? Tớ bị lạc đường và không biết đường về.
cậu giúp tớ được không hả? Maggie là một cô bé tốt bụng và không hề đố kỵ. Cô bé đưa Laura về nhà. Tớ là Laura. Tớ là Margaret, cứ gọi tớ là Maggie thôi. Cậu sống ở đây sao? Phải, tớ sống với bác. Bác không thích tớ nên mọi việc không tốt lắm. Nhưng mà bác tớ nuôi tớ nên tớ biết ơn bác. Họ trò chuyện đến khi về nhà Laura. Cho tớ cảm ơn cậu nhé. Cô bé đưa Maggie vào nhà và cho Maggie đồ ăn rất ngon. Sau đó Laura đưa bạn ra vườn và nói Maggie có thể hái bao nhiêu hoa tùy thích. Laura xin lỗi vì đã cư xử không hay vào lúc sáng. Không sao đâu. Maggie rời đi, còn Laura đi tìm bố. Cô bé kể về Maggie rằng cô bé đang sống với người bác rất khó tính. Vậy con muốn bố làm gì đây? Chúng ta cho bạn ấy ở đây có được không? Tất nhiên là được. Laura, bố rất tự hào về con. Laura mỉm cười, sau đó cô ấy rời đi. Cha cô ấy cảm thấy hài lòng khi thấy con gái đã quan tâm tới người khác. Sau đó, cô bé đi đến chỗ mẹ. Bà đang nói chuyện với cô thợ may. Mẹ ơi, chiếc váy này đẹp quá. Chiếc váy này đáng giá lắm, có đúng không? Mẹ của Laura ngạc nhiên vô cùng. Nhưng bà cũng đồng ý rằng chiếc váy này đáng giá rất nhiều tiền. Chờ đã, chị hãy nhận lấy đi rồi hẳn về. Dâu tây. Nhưng mà tôi... Đây là em cảm ơn chị. Cô thợ may mỉm cười và vui vẻ ra về. Đúng như lời đã hứa, bố của Laura mời Maggie đến nhà. Maggie rất vui vẻ và trở thành bạn tốt của Laura. Sao mình lại xấu tính với mọi người thế nhỉ? Laura đã học được rằng điều duy nhất cần đẹp đẽ chính là trái tim của một người. Đó là bài học mà cô bé không bao giờ quên. Các nàng tiên đã dạy cho cô biết thế nào là tốt bụng